Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Anh em có nhu cầu mua bán hàng Poke Đại Chiến, giao dịch trung gian, hãy đến ngay nhóm group Poke Đại Chiến Nông Dân Channel, nhóm chính thức của kênh Tiểu Tử Bá Đạo. Tại đây thì anh em có thể gặp mặt ngay admin của nhóm, đó là bạn Phú Vinh anh em. Đó, uy tín chất lượng rất là an toàn, anh em có thể liên hệ để giao dịch trung gian cũng như mua bán hàng thông qua bạn này nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ ghé qua để ủng hộ. Cảm ơn. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo người nhá. Xin chào tất cả anh em của game Poke Đại Chiến như mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày mai trước vài video, chứ nghe em xem video phải có like share thôi, không phải chứ nhiều ạ. Ok, quay trở lại video sáng nay thì chúng ta đến lại tiếp tục với một series tặng hạc vô cùng đặc biệt anh em. Ok, ở hôm nay thì tôi sẽ đến với lương cao 970 anh em nhé, đến với con hạc VIP 10 anh em. Top 19 các bạn, 13 mét là chiến ạ, ui càng đét. Ok, đầu tiên điểm qua thực tiết đây anh em, giờ làm gì làm. Hôm nay trời đẹp có tuyết anh em, 10 giờ 11 đến 11 giờ 11 anh em nhé. Rồi ok các bạn, anh Ucha đã vào nhận vé luôn cho anh em. Rồi, quản gia làm việc luôn đây. Đó, không mà đã vào được quả biếng hết cho anh em luôn. Đầu tiên tôi sẽ show qua anh em con hạc này, và sau đó chúng ta sẽ nói ra cách thức tham gia sự kiện anh em nhé. Để làm sao để thầy chơi làm sao đây là con hạc này anh em nhé. Rồi, giờ thì chắc chúng ta sẽ đi từ túi đồ đi anh em. Ok, trong túi còn anh em tài nguyên đây, 231 dương này, 2 dương sử này. Đó, đồ đạc đây anh em. Ác này mà sao ước ác thế nhờ. Skill này anh em này, đó. Skin đây anh em. Rồi. Còn 500 đèn này anh em này, 511 đèn này. À truyền là tiếc này, 70 điên rồi. DNA này. Vô. Chỉ mở đồ một con rồi anh em này. Được của nó đây anh em. Rồi. Ok, huy hiệu hiện tại đang chơi hiệu gì đây? Được nữa à. Liều kích các bạn, đang chơi liều kích anh em. Hóa đài tầm này thì full đã, phố nào full hết rồi anh em. Rồi cam thì cũng tương đối. Để luyện thì xong hết chưa? À, còn vài cái chưa tại anh em. Lười. Thám hiểm 720. Thiên phố full là hạng bằng 1, bằng 2 cũng xong anh em. Ui xong hai bạn rồi, bắt đầu qua bằng 3 rồi anh em. Ui. Được của nó anh em, bằng 3 cũng lưng xương xương rồi các bạn. Vòng tay Z. Ô đường này. Vòng tay Z đường này anh em này. 2 3 4. Đang lưng đi cái thứ 5 à? Đang lưng cái thứ 4 anh em, đang lưng giờ cái thứ 4. Đấy, đủ ra lên thôi anh em. Ngon lành đi chứ. Ui, lại lên never. Rồi, từ anh em xem đội cứ từ từ. Con đường huấn luyện, pool. 6 bước. 3 đài ngon lành anh em nhá. Đó. Anh em nhìn thấy những cháu Pokemon được không? Đấy, hàng ngon anh em, chút hàng ngon. Khu sức mạnh 199. Ồ, được của nó anh em, chăm chỉ đấy. Rotom 29. Khóa kỳ lăng. Ok, cũng được của nó anh em, tạm ổn. Rồi, cuối cùng đến với dàn bét anh em. Anh em nhìn vào xương xương các bạn đã có thể thấy đó là Ulova đấng sáng thế. Đấy. Gì đây? Con nhìn Mewtwo thiết giáp bá chủ anh em. Đó, thực sự xịn sò đó anh em, quái vật đồng đất bá chủ này. Hộ ô thì chưa anh em, một cháu Latias bá chủ rồi anh em. Latias thì đã ở ngay sau lưng đây các bạn, mà chưa lên bá chủ rồi. Đấy. Ở dưới thì có lưu ra đồ đấy anh em, thêm một sáu Victili rồi. Đó, khoai ca đấy anh em này, Sukun KQG anh em, đại khái thế giới còn một số cháu thế thôi. Đấy, thằng này chân xương thế thôi anh em. Đó. Đấy, đã đủ ngon chưa anh em, đấy, đã đủ ngon để xứng đáng cho cái Evan này chưa. Và Evan này là Evan nào thì ok, đợi tôi làm dây tôi sẽ trở qua thể lệ anh em. Thể lệ của chúng ta thì vô cùng đơn giản đâu các bạn. Đó, như thế này các bạn nhá. Ok. Đây, thể lệ thì đơn giản nha anh em. Hiện tại thì kênh Tiểu Tử Đường Phố, kênh chính thức của tôi đây, đã đạt được đến 49.800. Hiện tại là 883 rồi anh em. 883, 84 nhỉ.
tôi không nhớ. Ok, nói chung chúng ta thì còn 117 người đăng ký nữa thôi là kênh Từ Từ Bán Đường Phố chính thức lên 50k người đăng ký anh em nhé. Và từ giờ cho đến hết ngày mai, hôm nay là 13 tháng 1 rồi. Ok, 10 sáng 15 tháng 1 tôi sẽ chốt đi vào anh em, nếu đến sáng 15 tháng 1 mà kênh Từ Từ Đường Phố chính thức lên được 50k sub thì con hàng này sẽ được mang ra băng ra làm event tặng cho anh em trên kênh Từ Từ Bá Đạo luôn. Đó, cách thức thì đơn giản thôi, chúng ta kêu gọi đăng ký anh em tí. Nói chung thì bạn nào chưa đăng ký kênh Từ Từ Đường Phố thì vừa nào có thể cho tôi qua, cho tôi xin một đăng ký hoặc khỏi cần bật chuông, nếu anh em cảm thấy không muốn xem bên Hải Tặc Đại Chiến thì các bạn có thể tắt công báo được không sao cả, nhưng thật sự là mong rằng anh em sẽ qua để kênh một đăng ký để giúp sớm lên 50.000 người đăng ký anh em nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đó, nói chung thì chúng ta sẽ đốt đơn rồi anh em nhé. Thực hiện thì chiến ra từ hôm nay cho đến sáng 15 tháng 1 anh em. Đấy, hôm nay là 13, 2 hôm anh em nhé. Ok anh em, đó trong vòng 2 hôm nếu như kênh đạt được 50.000 đăng ký thì lập tức con ạc. Đấy. Đây anh em, con ạc này sẽ được lên ngay làm event cho anh em luôn. À, thì nói chung là cũng tạm thôi anh em, chơi vui là chính thôi. Đấy, bao ngon là được rồi. Ôm quên. Để mới để anh em, ạc này có cả con boss bá chủ này anh em này. Ê, con này giờ cũng hơi bị khó kiếm ấy nha, nó phải như ngày xưa đâu anh em, con này hơi bị khó kiếm á. Vậy có boss bá chủ đâu anh em, ngon này. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục sâu con ạc này anh em xem nào. Đây là cháu Mewtwo thiết giáp bá chủ anh em, 5 củ rồi, 5 mét lực chiến anh em, được của nó đấy các bạn, phải đâu đâu. Mấy món, 3 món, 4 món luôn anh em, được hết nhờ. Rồi, thân mật, điểm trói buộc, đá lên anh em, 500. Wow, wow. Xong mở tiếp này, hắn mở được này anh em này, chưa mở thôi này. Đây anh em nhá, hắn còn mở được này, mở được ít nhất là 3 cháu nữa. Mua thêm cho bên này thêm 4, 6 cái nữa anh em nào, các bạn mở được thêm 120 chưa. Ờ được 3 cháu nữa anh em, mở thêm 3 cháu nữa luôn. Đó. Đấy, mở thêm 3 cháu nữa chứ mà không anh em. Nhù, cái này cũng đã lên rồi. Skin các bạn, skill 12 ô skin. Chưa anh em, cháu này chúng chuẩn bị rồi anh em này. Đó, cây chăm chỉ rồi cũng lên thôi. Nói chung là cũng chuẩn bị, rồi. Trang phục mặc các bạn đã có đồ 1 sao rồi, đồ 9 anh em. Cái này cũng mấy, cũng 7 à, cũng được, rồi. Đấy, sẽ ghép, à rồi rồi. Vụ kiện. Ồ, ngay điều này. Một kiên đây. Ồ, đồ tôi cao à. Một vĩnh hằng. Nguyên thủy. Đấu vương à? À, đấu vương thiếu cái đầu anh em. Thiếu một cái đầu trụ thần anh em, nói chung là cũng sương sương, nói chung là cũng ổn các bạn. À, để tôi ngồi tôi ghép phát cho anh em này. Ghép. Tôi ghép phát ra món trụ thần cho anh em coi. À, bàn tay vàng cho nàng ghép thuê đây anh em. Ra tay nào. Ok, thiếu thuốc à? Đến shop VIP rồi. Từ lâu tôi không còn cái tính năng gọi là ngồi ghép hên xui đâu các bạn. Không biết là anh em thế nào, thật sự các bạn không cảm hơi tốn kim cương một tí. Nhưng mà là anh em tôi không quen ghép chay nữa các bạn. Thật sự rất từ lâu rồi tôi không bao giờ ghép chay anh em. Đó, toàn cái chơi này mà giá thôi. Trụ thần. Các bạn thấy gì chưa? Ok chưa anh em? Tôi nói là tôi làm anh em, thấy không? Ok chưa các bạn? Đó, lên luôn món trụ thần cho anh em. Đủ bộ vụ trụ thần luôn nhá. Ok chưa? Ôi trời ơi, nói là làm các bạn, lên trụ thần dễ mà. Đó, có đồ trụ thần rồi. Lượm lúa luôn anh em, trời ơi. Đó. Ok cho anh em, ạc này 50k sub xứng đáng không các bạn? Đó, xứng đáng thì một like và qua bên kênh Từ Từ Đường Phố đăng ký giúp tôi ạ. Bạn nào chưa đăng ký thì qua đăng ký nha anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mong rằng anh em sẽ qua bộ đăng ký giúp kênh lên 50.000 đăng ký ạ. Cảm ơn mọi người nhá. Rồi, giờ thì chúng ta lên quanh xem nào. Chúng ta sẽ cùng lên quanh xem con ạc này nào anh em, từ từ. Quên mất anh em, tí nữa quên mất. Huấn luyện 39 rồi các bạn nhá. Ui. Được của nó anh em. Gen. Gen hiện tại ok kìa. Bác trà đang điêu cho cháu nào đấy, cháu này à? Ô, không phải anh em. Xong rồi mà. Xong rồi, thôi để cho cháu điêu đi, cháu điêu đi. À đâu, đây cũng đừng. Tôi nhìn nhầm các bạn. Đây chắc đang dồn đây này các bạn này. Tôi muốn nâng là bởi vì đang dồn trên này các bạn này, nâng để pull cái này này anh em này, để mở cái này ra. Tôi nhận rồi, nhìn nhầm các bạn, nhìn nhầm. Rồi. Huấn luyện. Yo, được của nó anh em, máy của nó qua nào. Quẩy lên tím luôn nhanh đấy nhờ.
Yo yo, được của nó anh em, được của nó các bạn. Trời ơi, được 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 các bạn. Ô, mà đùa đấy anh em, được của nó nha. Được. Chỗ này thì chắc là thiếu anh em. Túi nào? Hộp mắc cấp hắn còn nhiều lắm, các bạn tha hồ về úp phụ kiện rồi nó. Ok, chúng ta sẽ ghé đi rừng tấn tốt xem con hàng này rừng tấn tốt đến đâu. Lịch sự 49 à. 49 đi tìm gì đây ta? Nó ra bộ ba quái vật nhà đi, tôi sợ không không bỏ cái viện trợ rồi, ok. Ô, hàng giả loại này thôi à? Đây chứ, nữa là toàn các bạn. Ở chơi luôn mới phải tem này không nhìn mình đi nào. Nhưng hôm nay tôi mở hên xui mở ra đủ cái hộp đấy lại nâng luôn cho nó lên giờ anh em đó. Sáng nay nhân phẩm lại mở ra lếp cho anh em thì sao các bạn đấy. Đấy, nó chụp ạc bao ngon anh em đó, Mewtwo giáp thiết giáp bá chủ này đấy, quái vật đồng đất bá chủ này đó, có luôn Unova đấng sáng thế cho anh em luôn đấy, tha hồ trải nghiệm xem nào. Chỉ số, wow, chỉ số ra trận anh em, được của nó nha. Uầy, hơi bị được của nó đấy anh em, đùa đâu, xịn xòn bò các bạn. Ừ, ạc ngon bao ngon các bạn nhá, đấy, không ngon không lấy tiền đấy, đúng kiểu vậy luôn các bạn. À, thế nào? Ok, tôi đánh anh em, đánh xong tôi quay bạn coi. Ok, đi khá là chuẩn luôn anh em, đến được tận tầng 48 luôn các bạn. Ờ, 48, 49 luôn anh em. Ừ, ok, đó. Nói chung thì nên là hôm nay lên cho anh em con nào các bạn. Nói chung là tốt thì nó không cao anh em, nhưng mà tôi nghĩ với con nào này thì cũng khá là ngon rồi anh em. Nếu mà nói không không phải nó có đúng này, phải là rất là ngon rồi anh em. Ô, được có một rồi, một dương, một hộp thôi anh em. Được có một hộp thôi các bạn, hơi đen, ok, thôi. Ok vậy nha anh em, clip sáng nay chắc thôi tôi xin phép thôi anh em đây. Hẹn gặp mọi người kế tiếp theo, nếu mong thì anh em sẽ qua ủng hộ kênh Tiểu Tử Đường Phố tôi. Bạn nào chưa đăng ký thì vui lòng qua đây đăng ủng hộ tôi bằng một subscribe anh em nhé. Tình hình hiện tại là tôi vẫn check lại là 1.049.885 rồi anh em. Chúng ta còn 115 người đăng ký nữa thôi. Nếu bạn nào còn Acclon các kiểu chưa đăng ký thì qua đấy vote đăng ký giúp tôi nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở sáng 15 để chốt event cho con lạc này. Còn đâu thì video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Giờ đi, bye bye.